Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 14. Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-sê rằng: Này là luật lệ cho kẻ phun về Ngài nó được sạch. Người ta sẽ dẫn người phun đến thầy tế lễ. Thầy tế lễ sẽ ra ngoài trại quân mà kháng bệnh cho. Nếu vết phun của người bệnh lành rồi, thì về phần người phải được sạch. Thầy tế lễ sẽ truyền đem hai con chim vẫn sống và tinh sạch, cây hương nam màu đỏ sậm và nhành kinh giới. Thầy tế lễ biểu cắt cổ một trong hai chim đó trong chậu sành trên nước chảy. Đoạn bắt lấy chim còn sống với cây hương nam màu đỏ sậm nhành kinh giới, đem nhúng trong huyết của chim kia đã cắt cổ trên nước chảy. Thầy tế lễ phải rải huyết 7 lần trên người được sạch phun và định người là tinh sạch, rồi thả con chim còn sống ra ngoài đồng. Kẻ được sạch sẽ giặt áo sống mình, cạo hết lông, tắm trong nước, rồi sẽ được tinh sạch. Kế đó, người được vào trại quân, nhưng phải ở ngoài trại mình trong 7 ngày. Qua ngày thứ 7, người sẽ cạo hết lông, tóc, râu và lông mày mình, giặt quần áo và tắm mình trong nước, thì sẽ được tinh sạch. Qua ngày thứ 8, người bắt hai chiên con đực không tỳ vít chi, một chiên con cái chưa giáp năm không tỳ vít chi, 3/10 epha bột lọc chế dầu làm của lễ chay và một lót dầu. Thầy tế lễ làm lễ nên thanh sạch, sẽ đem người đang được sạch và các vật đó đến trước mặt Đức Giê-hô-va tại cửa hội mạc. Kế đó, thầy tế lễ sẽ bắt một trong hai chiên con đực dâng làm của lễ chuộc sự mắc lỗi với một lót dầu và đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va. Đoạn, người giết chiên con đó trong nơi thường giết các con sinh dùng làm của lễ chuộc tội và của lễ thiêu, tức là trong một nơi thánh, vì của lễ chuộc sự mắc lỗi thuộc về thầy tế lễ như của lễ chuộc tội vậy, ấy là một vật chí thánh. Thầy tế lễ sẽ lấy huyết của con sinh tế chuộc sự mắc lỗi bôi trên trái tai hữu của người được sạch, trên ngón cái tay mặt và trên ngón cái chân mặt. Đoạn, lấy lót dầu đổ trong bàn tay tả mình, nhúng ngón tay hữu vào dầu trong bàn tay tả mình mà rải 7 lần trước mặt Đức Giê-hô-va. Dầu còn lại trong bàn tay mình, thầy tế lễ sẽ lấy bôi trên trái tay hữu của người được sạch, trên ngón cái tay mặt và ngón cái chân mặt, tức trên lớp huyết của lễ chuộc sự mắc lỗi. Dầu còn dư lại trong bàn tay mình, thầy tế lễ sẽ đổ trên đầu người được sạch. Vậy, thầy tế lễ sẽ làm lễ chuộc tội cho người trước mặt Đức Giê-hô-va. Đoạn, thầy tế lễ sẽ dâng của lễ chuộc tội đang làm lễ chuộc tội cho người được sạch sự ô uế mình. Kế đó, thầy tế lễ sẽ giết con sinh dùng làm của lễ thiêu dâng lên với của lễ chay trên bàn thờ. Vậy, thầy tế lễ sẽ làm lễ chuộc tội cho người này, thì người này sẽ được tinh sạch. Nhưng nếu người đó nghèo nàn, không phương thế đủ dâng những lễ vật này, thì phải bắt một chiên con đực dùng làm của lễ chuộc sự mắc lỗi, dâng đưa qua đưa lại đặng làm lễ chuộc tội cho mình, 1/10 bột lọc chế dầu làm của lễ chay và một lót dầu. Tùy theo phương thế mình, người cũng đem nộp hai con chim cu hay là hai bò câu con. Con này dùng làm của lễ chuộc tội, con kia dùng làm của lễ thiêu. Qua ngày thứ 8, người phải vì sự nên thanh sạch mình, đem nộp các lễ vật này cho thầy tế lễ tại cửa hội mạc, trước mặt Đức Giê-hô-va. Thầy tế lễ sẽ bắt chiên con đực định làm của lễ chuộc sự mắc lỗi và một lót dầu, rồi dâng lên đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va. Đoạn, người giết chiên con dùng làm của lễ chuộc sự mắc lỗi, lấy huyết bôi trên trái tai hữu của kẻ được sạch, trên ngón cái tay mặt và trên ngón cái chân mặt. Rồi thầy tế lễ đổ dầu vào bàn tay tả mình, ngón tay hữu nhúng lấy dầu đổ trong bàn tay tả, rải 7 lần trước mặt Đức Giê-hô-va và bôi trên trái tay hữu của người được sạch, trên ngón cái tay mặt và trên ngón cái chân mặt, tại nơi đã bôi huyết của lễ chuộc sự mắc lỗi. Dầu còn dư lại trong bàn tay, thầy tế lễ sẽ đổ trên đầu người được sạch, đặng làm lễ chuộc tội cho người trước mặt Đức Giê-hô-va.
đoạn, thầy tế lễ sẽ dâng một trong hai con chim cu hoặc một trong hai con bò câu con, tùy theo vật họ nộp. Dâng con này dùng làm của lễ chuộc tội, con kia dùng làm của lễ thiêu với của lễ chay. Vậy, thầy tế lễ sẽ làm lễ chuộc tội cho người được sạch trước mặt Đức Giê-hô-va. Đó là luật lệ về lễ nên thanh sạch của kẻ nghèo nàn bị vít phung. Đức Giê-hô-va cũng phán cùng Mô-sê và A-rôn rằng: Khi nào các ngươi sẽ vào xứ Ca-na-an mà ta sẽ cho các ngươi làm sản nghiệp, nếu ta dán một vít mốc như vít phung trong nhà nào của xứ các ngươi sẽ được làm sản nghiệp. Chủ nhà đó phải đến cáo cùng thầy tế lễ rằng: Tôi thấy như có một vít mốc trong nhà. Trước khi vào kháng vít mốc đó, thầy tế lễ phải truyền họ đem đồ đạc trong nhà ra hết, hầu cho khỏi bị lây ô uế. Sau giờ xong, thầy tế lễ sẽ vào đặng kháng nhà. Người sẽ xem vít đó, nếu nó ở nơi vách có lỗ màu xanh xanh hoặc đỏ đỏ, bộ sâu hơn mặt vách, thì thầy tế lễ phải đi ra đến cửa ngoài niêm nhà lại trong 7 ngày. Ngày thứ 7, thầy tế lễ trở lại, nếu thấy vít ăn lan ra trên vách nhà thì phải truyền gỡ mấy cục đá bị vít lây liệng ra ngoài thành trong một nơi dơ dáy. Đoạn, biểu người ta cạo trong nhà và chung quanh nhà và hốt bỏ bụi cạo đó ra ngoài thành trong một nơi dơ dáy, rồi lấy đá khác trám vào chỗ đá cũ và đem hồ mới tô lại khắp nhà. Nhưng nếu sau khi đã gỡ mấy cục đá cạo nhà và tô lại, vít đó trở lại lở trong nhà, thì thầy tế lễ phải đến kháng nữa. Nếu thấy vít ăn lan ra, ấy là một vít phung ăn ruồng nhà, nhà đã bị ô uế. Vậy họ phải phá nhà đi, đá, gỗ và hồ, rồi đem đổ hết thảy ngoài thành trong một nơi dơ dáy. Trong lúc niêm nhà, ai đi vào thì sẽ bị lây ô uế cho đến chiều tối. Ai ngủ hoặc ăn trong nhà đó phải giặt quần áo mình. Nhưng sau khi nhà đã tô rồi, nếu thầy tế lễ trở lại kháng thấy vít không ăn lan trong nhà thì phải định nhà là tinh sạch, vì vít đó đã lành rồi. Đặng làm lễ nên thanh sạch cho nhà, người phải lấy hai con chim cây hương nam màu đỏ sậm và ngành kinh giới, giết một con chim trong chậu sành trên nước chảy, rồi lấy cây hương nam, ngành kinh giới màu đỏ sậm và con chim sống nhúng hết trong huyết con chim đã cắt cổ trên nước chảy và rải 7 lần trên nhà. Vậy người dùng huyết con chim, nước chảy, con chim sống, cây hương nam, nhành kinh giới và màu đỏ sậm đặng làm lễ khiến nhà nên thanh sạch. Đoạn, người thả con chim sống bay ra ngoài thành đến nơi ruộng. Người sẽ làm lễ chuộc tội cho nhà, thì nhà sẽ được sạch. Đó là luật lệ về các thứ vít phung và tật đồng đanh, về vít mốc trên quần áo và nhà ở như vít phung, về chỗ sưng, chỗ lở ra và chỗ đếm, đặng dạy cho biết khi nào ô uế và khi nào tinh sạch. Đó là luật lệ về bệnh phung vậy. Chương 15. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Mô-sê và A-rôn rằng: Hãy truyền cho dân Israel rằng, phàm người nam nào thân mình bị bệnh bạch trược thì vì cớ đó bị ô uế. Sự ô uế người bởi nơi bạch trược, hoặc thân mình chảy bạch trược ra hay là ứ lại, thì người bị ô uế. Hãy giường nào người bệnh bạch trược nằm đều sẽ bị ô uế, và các vật nào người ngồi trên cũng sẽ bị ô uế. Ai đụng đến giường người phải giặt quần áo mình, tắm trong nước và bị ô uế đến chiều tối. Ai ngồi trên vật chi mà người bệnh bạch trược đã ngồi phải giặt quần áo mình, tắm trong nước và bị ô uế đến chiều tối. Ai đụng đến mình người bệnh bạch trược phải giặt quần áo mình, tắm trong nước và bị ô uế đến chiều tối. Nếu người bệnh bạch trược nhổ nhầm người nào tinh sạch thì người đó phải giặt quần áo mình, tắm trong nước và bị ô uế đến chiều tối. Hễ xe nào người bệnh bạch trược ngồi lên đều sẽ bị ô uế. Hễ ai đụng đến bất kỳ vật chi dưới mình người bệnh bạch trược đều sẽ bị ô uế đến chiều tối. Còn ai mang các vật đó phải giặt quần áo mình, tắm trong nước và bị ô uế đến chiều tối. Ai bị người bệnh bạch trược rờ đến mà nếu người bệnh đó không rửa tay mình trong nước, thì ai đó phải giặt quần áo mình, tắm trong nước và bị ô uế đến chiều tối. Đồ sành bị người bệnh bạch trược đụng đến phải đập bể đi, còn đồ gỗ thì rửa trong nước. Vả, khi người nam bị bệnh bạch trược đã lành rồi thì phải tính từ ngày lành đến 7 ngày.
kế giặt quần áo mình và tắm trong nước chảy, đoạn người sẽ được tinh sạch. Qua ngày thứ 8, người bắt cho mình 2 chim cu hay là 2 con bò câu con đến trước mặt Đức Giê-hô-va tại cửa hội mạc và đưa cho thầy tế lễ. Thầy tế lễ sẽ dâng con này làm của lễ chuộc tội, con kia làm của lễ thiêu. Vậy, thầy tế lễ vì cớ bệnh bạch trược sẽ làm lễ chuộc tội cho người trước mặt Đức Giê-hô-va. Hễ người nam di tinh phải tắm trọn mình trong nước và bị ô uế đến chiều tối. Phàm quần áo và da bị dính phải giặt rửa trong nước và bị ô uế đến chiều tối. Khi nào người nam và người nữ giao cấu nhau thì phải tắm trong nước và bị ô uế đến chiều tối. Khi nào một người nữ có kinh nguyệt phải chịu ô uế trong 7 ngày. Hễ ai đụng đến người sẽ bị ô uế đến chiều tối. Phàm vật gì người nằm hay ngồi trên trong lúc mình không sạch sẽ bị ô uế. Ai đụng đến giường người phải giặt quần áo mình tắm trong nước và bị ô uế đến chiều tối. Ai đụng đến vật gì người đã ngồi trên phải giặt quần áo mình tắm trong nước và bị ô uế đến chiều tối. Nếu có vật chi nơi giường hoặc trên đồ người ngồi, hễ ai đụng đến sẽ bị ô uế đến chiều tối. Ví bằng một người nam giao cấu cùng người nữ đó và sự ô uế kinh nguyệt dính người nam, thì người nam sẽ bị ô uế trong 7 ngày. Phàm giường nào người nằm đều cũng sẽ bị ô uế. Khi một người nữ ngoài kỳ kinh nguyệt mình lại có lưu huyết nhiều ngày hoặc là bị mất quá kỳ, sẽ bị ô uế trọn trong lúc lưu huyết như trong lúc kinh nguyệt mình vậy. Trong trọn lúc lưu huyết, bất kỳ giường nào người nằm trên sẽ như cái giường của kỳ kinh nguyệt, và mọi vật nào người ngồi trên đều sẽ bị ô uế như trong kỳ kinh nguyệt vậy. Ai đụng đến các vật đó sẽ bị ô uế, phải giặt quần áo mình tắm trong nước và bị ô uế đến chiều tối. Khi nào huyết người nữ cầm lại rồi, phải tính từ ngày lành đến 7 ngày, đoạn sẽ được tinh sạch. Qua ngày thứ 8, người bắt 2 con chim cu hoặc 2 con bò câu con đem đến thầy tế lễ tại cửa hội mạc. Thầy tế lễ phải dâng con này làm của lễ chuộc tội và con kia làm của lễ thiêu. Vậy, thầy tế lễ vì cớ sự lưu huyết ô uế người sẽ làm lễ chuộc tội cho người trước mặt Đức Giê-hô-va. Thế thì các ngươi sẽ phân cách dân Israel ra xa sự ô uế của họ, kẻ họ làm ô uế hội mạc ta vẫn ở giữa họ mà phải chết trong sự ô uế mình chăng? Đó là luật lệ về người nào bị bệnh bạch trược hay là vì cớ di tinh bị ô uế, về người nữ có kỳ kinh nguyệt, về mọi người hoặc nam hay nữ bị bạch trược, và về người nam giao cấu cùng người nữ trong khi kinh nguyệt. Thư của Phao-lô gửi cho người Philip, chương 1. Phao-lô và Timôthê, tôi tớ của Đức Chúa Giê-xu Christ, gửi cho hết thảy các thánh đồ trong Đức Chúa Giê-xu Christ ở thành Philip, cùng cho các giám mục và các chấp sự. Nguyện xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời Cha chúng ta và bởi Đức Chúa Giê-xu Christ. Mỗi khi tôi nhớ đến anh em thì cảm tạ Đức Chúa Trời tôi, và mỗi khi cầu nguyện tôi hằng cầu cho hết thảy anh em cách hớn hở, vì cớ từ buổi ban đầu cho đến bây giờ anh em đã được thông công trong sự tấn tới của đạo tin lành. Tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Giê-xu Christ. Tôi nghĩ đến hết thảy anh em dường ấy là phải lắm, vì anh em ở trong lòng tôi. Dầu trong vòng xiềng xích tôi hoặc trong khi binh vực và làm chứng đạo tin lành, thì anh em cũng có dự phần ân điển đã ban cho tôi. Đức Chúa Trời cũng chứng rằng tôi lấy lòng yêu dấu của Đức Chúa Giê-xu Christ mà chiếu mến anh em. Lại điều tôi xin trong khi cầu nguyện ấy là lòng thương yêu của anh em càng ngày càng chan chứa hơn trong sự thông biết và sự suy hiểu, để nghiệm thử những sự tốt lành hơn, hầu cho anh em được tinh sạch không chỗ trách được cho đến ngày Đấng Christ được đầy trái công bình đến bởi Đức Chúa Giê-xu Christ, làm cho sáng danh và khen ngợi Đức Chúa Trời. Hỡi anh em, tôi muốn anh em biết rằng điều xảy đến cho tôi đã giúp thêm sự tấn tới cho đạo tin lành, đến nỗi chốn công đường và các nơi khác đều rõ tôi vì Đấng Christ mà chịu xiềng xích. Phần nhiều trong anh em nhân tôi bị xiềng xích mà có lòng tin rất lớn trong Đấng Christ, dám truyền đạo Đức Chúa Trời chẳng sợ hãi gì. Thật,
có một đôi người vì lòng ganh tị và cãi lẫy mà rao truyền Đấng Christ, nhưng cũng có kẻ lấy ý tốt mà rao truyền. Những người này làm bởi lòng yêu mến, biết rằng tôi được lập lên để binh vực đạo tin lành. Còn những người kia, vì ý phe đảng xui dục, có lòng rao truyền Đấng Christ cách không ngay thật, tưởng thêm khổ não cho sự xiềng xích tôi. Không có hề gì, dẫu thế nào đi nữa, hoặc lầm bộ, hoặc thật thà, Đấng Christ cũng được rao truyền. Ấy vì đó, tôi đương mừng rỡ và sẽ còn mừng rỡ nữa. Vì tôi biết rằng, nhờ anh em cầu nguyện và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Jesus Christ giúp đỡ, thì điều này sẽ trở làm ích cho sự rỗi tôi. Tôi có lòng trông cậy chắc chắn này. Việc chi tôi cũng chẳng hổ thẹn cả, nhưng bao giờ cũng thế, tôi nói cách tự do mọi bề. Như vậy, dầu tôi sống hay chết, Đấng Christ sẽ được cả sáng trong mình tôi. Vì Đấng Christ là sự sống của tôi, và sự chết là điều ích lợi cho tôi vậy. Ví thử tôi cứ sống trong xác thịt là ích lợi cho công khó tôi, thì tôi chẳng biết nên lựa điều chi. Tôi bị ép giữa hai bề. Muốn đi ở với Đấng Christ là điều rất tốt hơn, nhưng tôi cứ ở trong xác thịt, ấy là sự cần hơn cho anh em. Trong sự tin chắc đó, tôi biết rằng tôi sẽ cứ còn lại và ở với hết thảy anh em, để giúp đức tin anh em được tấn tới và vui vẻ, hầu cho khi tôi lại đến cùng anh em sẽ nhân tôi mà có nhiều cớ khoe mình luôn trong Đức Chúa Jesus Christ. Duy anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với đạo tin lành của Đấng Christ, để hoặc khi đến thăm anh em, hoặc khi vắng mặt, tôi cũng biết rằng anh em một lòng đứng vững, đồng tâm chống cự vì đức tin của đạo tin lành. Phàm sự chẳng để cho kẻ thù nghịch ngâm dọa mình. Điều đó là một chứng nghiệm chúng nó phải hư mất, còn anh em được cứu rỗi, và ấy là từ nơi Đức Chúa Trời. Ngài nhân Đấng Christ ban ơn cho anh em, không những tin Đấng Christ mà thôi, lại phải chịu khổ vì Ngài nữa, là phải chịu cùng một cuộc chiến tranh như anh em đã thấy ở nơi tôi, và hiện nay còn nghe nói có nơi tôi. Chương 2. Vậy, nếu trong Đấng Christ có điều yên ủi nào, nếu vì lòng yêu thương có điều cứu giúp nào, nếu có sự thông công nơi Thánh Linh, nếu có lòng yêu mến và lòng thương xót, thì anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn. Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giêsu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất thảy đều quỳ xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Giêsu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Ấy vậy, hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi, như anh em đã vâng lời luôn luôn, chẳng những khi tôi có mặt mà thôi, lại bây giờ là lúc tôi vắng mặt, hãy càng hơn nữa mà lấy lòng sợ sệt run rẩy làm nên sự cứu chuộc mình. Vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em, vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài. Phàm làm việc gì chớ nên lầm bầm và lưỡng lự, hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch được nên con cái của Đức Chúa Trời, không vít, không tỳ, không chỗ trách được, lại giữa dòng dõi đó giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian, cho đến nỗi tới ngày của Đấng Christ tôi có thể khoe mình rằng chẳng đã chạy vô ích và khó nhọc luống công. Ví dầu huyết tôi phải dùng để tưới trên của tế lễ và của dân đức tin anh em, tôi cũng vui lòng, lại đồng vui với anh em hết thảy.
anh em cũng vậy. Hãy vui lòng về điều đó và hãy cùng vui với tôi. Và tôi mong rằng nhờ ơn Đức Chúa Giêsu kiếp sai Timôthê đến cùng anh em, để tới phiên tôi nghe tin anh em mà được yên lòng. Thật vậy, tôi không có ai như người đồng tình với tôi để thật lòng lo về việc anh em. Ai nấy đều tìm lợi riêng của mình, chứ không tìm của Đức Chúa Giêsu Christ. Nhưng anh em đã biết sự trung tín từng trải của người, và biết người là trung thành với tôi về việc tin lành, như con ở với cha vậy. Nên tôi mong sai người đến nơi anh em liền. Vừa khi tôi sẽ rõ sự tình tôi ra thế nào, tôi lại có lòng trông cậy này trong Chúa là chính mình tôi không bao lâu sẽ đến. Trong khi chờ đợi, tôi tưởng cần phải sai Epaphroditus, anh em tôi, bạn cùng làm việc và cùng chiến trận với tôi, đến cùng anh em. Người cũng là ủy viên của anh em ở kề tôi, đặng cung cấp mọi sự cần dùng cho tôi vậy. Vì người rất ước ao thấy anh em hết thảy, và đã lo về anh em nghe mình bị đau ốm. Vả, người mắc bệnh gần chết, nhưng Đức Chúa Trời đã thương xót người, và chẳng những người mà thôi, cả đến tôi nữa, đặng tôi khỏi buồn rầu, càng thêm buồn rầu. Vậy tôi đã sai người đi rất kiếp, hầu cho anh em lại thấy người thì mừng rỡ, và tôi cũng bớt buồn rầu. Thế thì hãy lấy sự vui mừng trọn vẹn mà tiếp rước người trong Chúa và tôn kính những người như vậy. Bởi ấy là vì công việc của Đấng Christ mà người đã gần chết, liều sự sống mình để bù lại các việc mà chính anh em không thể giúp tôi. Thi Thiên thứ 21. Hỡi Đức Giê-hô-va, nhân năng lực Ngài, vua sẽ vui mừng. Tại vì sự cứu rỗi Ngài, người sẽ khoái lạc biết bao. Chúa đã ban cho người điều lòng người ước ao, không từ chối sự gì môi người cầu xin. Vì Chúa lấy phước lành mà đón rước người, đổi trên đầu người mão triều bằng vàng ròng. Người cầu xin cùng Chúa sự sống, Chúa bèn ban cho người, đến đổi ban cho người ngày lâu dài đời đời vô cùng. Nhờ sự giải cứu của Chúa, người được vinh hiển lớn thay. Chúa mặc cho người sự sang trọng oai nghi. Chúa đặt người làm sự phước đến mãi mãi, khiến người đầy dẫy sự vui mừng trước mặt Chúa. Vì vua tin cậy nơi Đức Giê-hô-va, nhờ sự nhân từ của Đấng Chí Cao, người sẽ không rúng động. Tay Chúa sẽ tìm được các kẻ thù nghịch Chúa, tay hữu Chúa sẽ kiếm được những kẻ ghét Ngài. Trong lúc Chúa nổi giận, Chúa sẽ làm cho chúng nó như lò lửa hừng. Đức Giê-hô-va sẽ nuốt chúng nó trong khi nổi thạnh nộ, và lửa sẽ thiêu đốt họ đi. Chúa sẽ diệt con cháu chúng nó khỏi mặt đất, và dòng dõi họ khỏi giữa con cái loài người. Vì chúng nó đã toan hại Chúa, sinh mưu kế mà chúng nó không thể làm thành được. Chúa sẽ khiến chúng nó xây lưng, sửa dây cung Chúa lẫy mặt chúng nó. Hỡi Đức Giê-hô-va, nguyện Ngài được tôn cao trong sự năng lực Ngài, thì chúng tôi sẽ ca hát và ngợi khen quyền năng của Ngài. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn.
Xin Chúa thêm lên sự sức giàu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.